Trong khi đó, tại Nghệ An, hiện dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Mỗi ngày thì tỉnh này ghi nhận đến hàng chục ca nhiễm mới và đến nay thì đã có hơn 1.000 bệnh nhân. Theo đó, để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh thì tỉnh Nghệ An đã xây dựng kịch bản sẽ thu dung điều trị cho khoảng 5.000 bệnh nhân nhiễm COVID-19. Hiện tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.078 bệnh nhân nhiễm COVID-19, 3 bệnh viện dã chiến đã quá tải. Trong sáng nay, bệnh viện dã chiến số 4 với quy mô 270 giường bệnh đã được kích hoạt. Tỉnh Nghệ An cũng đang tiếp tục xây dựng bệnh viện dã chiến số 5, số 6 và số 7, nâng tổng công suất lên 1.550 giường bệnh. Bệnh viện dã chiến số 4 được thành lập, hình thành trong vòng 3 ngày. Đến bây giờ là chúng trong quá trình để chuẩn bị hoạt động, chúng tôi là xây dựng các cái vật tư, các cái quy trình chuyên môn cũng như là các cái vấn đề khác là trong vòng 3 ngày. Hiện nay được xây dựng và có thể là lên đến 250 đến 270 bệnh nhân. Hiện Nghệ An đã xây dựng kịch bản điều trị cho 5.000 bệnh nhân COVID-19. Ngành y tế đã chỉ đạo tất cả các đơn vị y tế lựa chọn cán bộ có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong hồi sức, tổ chức tập huấn nâng cao về chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Tỉnh Nghệ An đang có trên 500 máy thở, cũng như hệ thống hồi sức, đồng thời chuẩn bị cả hệ thống oxy tập trung và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động khi cần. Hiện tại thì cái nguồn lực về y tế của Nghệ An thì cũng đang đảm bảo cho vấn đề tiếp nhận cũng như là để điều trị cái bệnh nhân COVID-19. Và khi mà cái lực lượng này với cái số lượng cái bệnh nhân mà đông thì ngành cũng sẽ tham mưu cho tỉnh để có cái sự chi viện cũng như hỗ trợ của các đơn vị bạn và một số các cái đơn vị khác trên toàn quốc. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Nghệ An, hôm qua ngày 24 tháng 8, tỉnh Hà Tĩnh đã cử 152 cán bộ y tế hỗ trợ Nghệ An. Hiện Nghệ An đang có hơn 200 cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch tại các tỉnh phía Nam. Trong trường hợp cần thiết sẽ được điều về phục vụ địa phương.